Xin chào anh chị em trong tình yêu của Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta cảm ơn Chúa vì anh chị em đã quay trở lại bài học cuộc đời Chúa cứu thế cuốn 1 bài 18, và trong loạt bài học này thì chúng ta sẽ tập trung nghiên cứu về cuộc đời Chúa cứu thế ở cuốn 1 là lời giới thiệu và thời thơ ấu. Thì trong loạt bài học cuộc đời Chúa cứu thế 6 cuốn, không những chúng ta học về nghiên cứu về chính với Chúa Giêsu, cuộc đời của Chúa Giêsu, những hành động và năm giai đoạn trong cuộc đời của Chúa Giêsu, trong đời sống của Chúa Giêsu, mà chúng ta còn được học về những cái phương pháp học Kinh Thánh, chúng ta được hiểu về tà giáo và chúng ta được học về cách để mà giảng dạy. Thì chúng ta học về những cái nít những thêm nhiều tà giáo. Thì bài 18 bài là một trong bài về tà giáo và chúng ta sẽ được học với nhau. Thật ra ngày nay thì tà giáo, Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời nói với chúng ta rằng trong ngày cuối cùng sau rốt thì có rất là nhiều tà giáo, giáo sư giả được nổi lên khắp mọi nơi, và tà giáo thì rất là nhiều. Do vậy thì chúng ta cũng học về những cái căn bản, những nguyên tắc của tà giáo, và chúng ta gặp bất cứ tà giáo nào thì chúng ta đều có thể nhận diện nó là dạng tà giáo và chúng ta cần phải tránh xa. Chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong sự cầu nguyện. Chúa ơi, chúng con biết ơn Ngài, Thánh Linh ơi, xin mời Cha đến trên đời sống của chúng con. Chúng con ngợi khen Ngài. Hỡi Chúa Thánh Linh là Đức Chúa Trời của chúng con, xin dạy chỗ dỗ chúng con, xin chỉ cho chúng con thấy rằng xin Ngài đồng hành với chúng con, giúp đỡ chúng con học bài này và giúp chúng con tránh được mọi cám dỗ của tà giáo, của cả bẫy trong cuộc đời, y như là trong lời cầu nguyện chung Ngài đã dạy chúng con. Xin giúp chúng con khỏi cám dỗ, xin cứu chúng và cứu chúng con khỏi điều ác. Cha ơi, xin Ngài giúp đỡ chúng con. Chúng con cảm ơn Cha. Ngài đến, Ngài sức dầu, Ngài đến, Ngài ban ơn, Ngài đến, Ngài ở cùng trên đời sống của chúng con. Chúng con ngợi khen Chúa thật là nhiều. Chúng con ngợi khen Chúa. Chúng con mời Ngài tự do đến trên tâm trí, môi miệng của chính mình con và anh chị em của chúng con. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời sai dẫn. Chúng ta tuyệt đối tin tưởng vào chân lý Kinh Thánh y như ở trong Timôthê nhì đoạn 3 câu 16. Và khi chúng ta xem tin cậy Kinh Thánh, chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta áp dụng Kinh Thánh thì Thánh Linh của Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta làm theo lời của Ngài. Và khi chúng ta làm theo lời của Ngài, chúng ta biết về Chúa, biết về Ngài thì chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng bởi tà giáo. Và cảm ơn Chúa. Thì tôi thường nói với anh chị em của trong hội thánh của chúng tôi, khi tôi dạy dỗ về từ biết Chúa, nó không chỉ đơn giản là chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta hiểu Kinh Thánh, không phải đơn giản như vậy. Bởi vì trong Kinh Thánh, lời của Chúa được viết ra đó là lời Logos. Lời Logos đó là lời đã được viết xuống. Và lời Logos là lời đã được, lời của Chúa đã được viết xuống rồi, thì đó là kinh nghiệm của những người từng trải viết lên lời của Chúa. Nhưng mà chúng ta cần phải có lời Rhema. Lời Rhema là Đức Chúa Trời, Chúa Thánh Linh sẽ sử dụng cái lời Logos, là lời ở trong Kinh Thánh, làm sống động cái lời đó. Là lời Rhema chính là lời đang phán. Và chúng ta thấy rằng khi mà Đức Chúa Trời phán lời của Ngài ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1, Ngài phán phải có sự sáng thì có sự sáng, Ngài phán phải có các động vật thực vật thì đều có động vật thực vật. Thì đó là lời Rhema, là lời Ngài đang phán. Và lúc đó thì Ngài hiện hữu và Ngài thay đổi hoàn cảnh, thay đổi lúc bây giờ. Giống như câu chuyện của Phi-e-r, ông thấy Chúa đi bộ trên mặt nước và ông nhảy xuống, ông đi. Thì trước khi đi thì ông mới nói rằng nếu phải Chúa xin cho con đến cùng Ngài, Chúa nói hãy đến đây. Đó là lời đàm phán, lời Rhema đàm phán với Phi-e-r. Và lúc bây giờ ông đi, ông nhảy xuống ông đi thì ông đều được đi và ông không ngã. Và nếu bây giờ có nhiều người nhảy xuống nước và đi thì chắc chắn là coi chừng chết đuối. Bởi vì đó là lời, đó là kinh nghiệm của Phao, của Phi-e-r lúc bấy giờ được nhận lời Rhema. Cũng như vậy chúng ta cần phải nhận lời Rhema. Và lời Rhema lấy từ đâu? Chúa sẽ lấy từ Kinh Thánh mà ra. Chúa Thánh Linh sẽ khuấy đảo lời Kinh Thánh.
và sẽ dùng cái lời đó để tác động lên chúng ta, dạy dỗ chúng ta, phán cho hoàn cảnh chúng ta đúng cái lúc bây giờ. Nhưng mà được như vậy thì đời sống của chúng ta phải thánh khiết trước mặt Chúa, chúng ta phải yêu thương nhân từ bình an nhịn nhục hiền lành trung tín tiết độ mềm mại, hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phúc cho kẻ rủa mình và cầu nguyện cho kẻ đánh đập mình. Chúng ta phải làm cái phần của mình, và khi chúng ta tin cậy vào Kinh Thánh, chúng ta hiểu Kinh Thánh thì lúc bấy giờ chúng ta mới biết, ồ, với Chúa, tin Chúa nó là mối quan hệ ngọt ngào với Ngài, biết Chúa là Chúa ơi, bây giờ con đang đau ở chỗ này, xin Ngài gìn giữ con, chữa lành cho con, và Chúa chữa lành ngay lập tức. Chúa ơi, trong hoàn cảnh của con khó khăn, con không còn tài chính nữa, con cần có một công việc làm, xin chúc phước cho con. Và Đức Chúa Trời bắt đầu chúc phước cho chúng ta một cái công việc. Đấy là biết Chúa. Biết Chúa là biết mối quan hệ cá nhân ngọt ngào. Biết Chúa là gì nữa? Là khi mà mình phạm tội, mình chuẩn bị làm điều gì sai, Chúa bắt đầu nhắc con dừng lại. Nếu chúng ta đi ra ngoài kia, chúng ta thấy đồ của người khác, Chúa sẽ dạy chúng ta chớ trộm cắp. Chúng ta thấy sợ Chúa khi chúng ta nhìn một người đàn bà đẹp mà động tình tham muốn, thì lời Chúa sẽ nói như chớ phạm tội tà dâm. Ai nhìn đàn bà và động tình tham muốn thì đã phạm tội tà dâm của người rồi. Đấy là biết Chúa. Biết Chúa một cách khác biệt, không phải là biết theo kinh nghiệm của người khác. Không phải rằng là mình nghe mục sư dạy một cái câu chuyện đó, nhưng mà câu chuyện đó lấy của người khác, lại lấy của người khác nữa để cứ chia sẻ lại, thì cái đó không phải là biết Chúa. Cái đó chỉ là biết theo kiểu văn tự. Và Chúa nói lời quyền năng sinh ra sự sống, còn lời văn tự sinh ra sự chết. Xác thịt chẳng ích chi, nhưng quyền năng làm cho sống, thần linh làm cho sống. Và cả Kinh Thánh đều đã bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, bởi quyền năng của Ngài, chúng ta tuyệt đối tin tưởng vào chân lý của Kinh Thánh. Ở Timôthê đoạn 2 câu 16, và chúng ta thấy rằng Kinh Thánh phải là kim chỉ nam cho đời sống của chúng ta. Khi chúng ta tập trung vào Kinh Thánh là lời thật của Chúa, thì chúng ta sẽ tìm ra được cái giả. Giống như những nhân viên ngân hàng, họ tập trung vào tiền thật thì đương nhiên tiền giả đến thì họ sẽ phân biệt được. Và tà giáo thì họ ngược lại. Tà giáo thì họ không có tập trung vào Kinh Thánh, họ chỉ lấy một phần của Kinh Thánh thôi. Họ na ná rất là giống tin lành, nhưng rất là giống như chính thông giáo, nhưng mà sai hoàn toàn. Chân lý của tà giáo, bây giờ chúng ta phân biệt, đây là nguyên tắc cơ bản để mà chúng ta có thể thấy được tà giáo. Cái người tin Chúa thì thước đo là Kinh Thánh, thần quyền là Kinh Thánh, và tuyệt đối hành động theo Kinh Thánh 100%. Cho dù hoàn cảnh nó xảy ra như thế nào, khó khăn, cảm ơn Chúa, giống như đó vậy. Trong khó khăn ngợi khen Đức Chúa Trời, trong sung sướng ngợi khen Chúa, và trong cái sự đau thương ngợi khen Chúa. Không phải rằng là chỉ có trong vui mừng mới ngợi khen Chúa, nhưng phải trong đau thương ngợi khen Chúa. Bởi vì Kinh Thánh nói như vậy, hãy cảm tạ Đức Chúa Trời, hãy vui mừng mãi mãi cầu nguyện không thôi, hãy làm điều đó luôn luôn và cảm ơn Chúa. Thì chân lý của chúng ta là tin tưởng vào Kinh Thánh. Còn tà giáo thì sao? Chân lý của nó, cái khái niệm cái khái niệm, cái mà để dẫn tới sự cứu rỗi của chúng ta là tin. Chỉ tin là được. Chúa Giêsu nói rằng là ai tin thì được sự cứu rỗi. Và trong Ephesos đoạn 2 câu 8 câu 9 nói rất là rõ. Và bởi nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không đến từ anh em, mà là sự ban cho của Đức Chúa Trời, ấy chẳng phải việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Cho nên sự cứu rỗi không phải bởi nơi Chúa, không phải là chúng ta làm việc, nhưng mà bởi vì đức tin. Tin thì chúng ta được cứu rỗi. Nhưng mà chúng ta, sau khi chúng ta được cứu rồi, thì chúng ta phải làm việc để bày tỏ sự cứu rỗi đó ra, bày tỏ sự vinh hiển của Chúa ra. Cho nên đức tin của chúng ta sẽ dẫn tới sự cứu rỗi, tin vào sự chết thay thế của Chúa Giêsu trên thập tự giá, tin vào mình là người có tội. Nhưng mà tà giáo thì không, tà giáo sự mặc khải của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh cộng với khải thị đặc biệt, đó là gì? Đó là cái giáo lý của một vài cái giáo chủ nào đó, thì nó sẽ tạo thành tà giáo.
và đức tin. Trong nguyên tắc của họ, đức tin, anh tin thì tin, tin Kinh Thánh thì tin, tin giáo chủ thì tin, nhưng mà phải cộng với việc nào thì mới được cứu rồi. Nhưng mà chúng ta chỉ có tin thì được cứu thôi. Cho nên cái việc làm á, nó chỉ là cái kết quả của cái việc tin thôi. Nếu ai nói là phải có việc làm, đúng là trong gia cơ có biện luận về cái việc là việc làm. Nếu mà anh có việc làm, anh có đức tin mà anh không có việc làm thì đức tin nó sẽ chết, đúng. Chúng ta đức tin chúng ta cần phải có việc làm, nhưng mà cái gì, cái để mà chúng ta được cứu, nguyên tắc được cứu thì đó là nhờ đức tin, chứ không phải điều kiện cần, nó là nhờ đức tin. Còn điều kiện đủ để cho đức tin lớn lên thì phải có việc làm. Đó là lý do tại sao chúng ta phải làm việc. Còn họ thì không, họ làm việc để mà được cứu, được cứu. Cho nên là khi mà tà giáo nó làm việc rất là nhiều, nó làm chứng đạo rất là nhiều. Chúng ta phải học tinh thần của họ, chúng ta phải học tinh thần của họ, nhưng mà chúng ta phải khác biệt. Bởi vì họ đó, họ làm việc để hy vọng được cứu, được vào thiên đàng. Nhưng mà chúng ta được vào thiên đàng rồi, không nghe chúng ta đã không làm việc. Chúng ta phải làm việc nhiều hơn họ để đem nước của Chúa đến gần hơn với mọi người. Thì đây là hai những nguyên tắc. Thứ nhất, sự mặc khải của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh cộng với khải thị đặc biệt thì nó trở thành tà giáo. Thứ hai, đức tin cộng với việc làm thì nó mới được cứu. Thế vậy là nguyên tắc của sự cứu rỗi. Chúng ta nhớ, tất cả những tà giáo đó đều theo cái nguyên tắc này hết. Bây giờ chúng ta sang tà thuyết. Đầu tiên đó, chúng ta thấy ở đây nó có, chúng ta thấy là ngày hôm nay chúng ta sẽ học hai tà thuyết. Có rất là nhiều tà thuyết, nhưng mà tà thuyết này thì nó tương đối ngày nay đấy. Ở Việt Nam chúng ta thấy nó có, vừa rồi có Hội Đức Chúa Trời, Hội Thánh Đức Chúa Trời, nó lấy rất là hay Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, đã làm ảnh hưởng tất cả. Và nhiều người nào đau rồi tin lành cũng đi theo nó, nhưng mà thật ra là nó nghĩ nó cũng dựa vào Kinh Thánh, và nó lấy trên nền tảng là gì, là có Đức Cha thì có Đức Mẹ, và nó lấy cái ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26, Đức Chúa Trời làm nên loài người như hình ngài, ngài làm nên người nam cùng người nữ, và Đức Chúa Trời Mẹ, nó ra một tà thuyết đó của ông An San Hồng. Thì bây giờ chúng ta sang tà thuyết đầu tiên, đó là mọc môn. Mọc môn nó nào, hay là gọi là mọc môn, thì mọc môn là một trong những giáo phái rất là lớn, và ngày nay ở Việt Nam á, thì nó đã được cấp tư cách pháp nhân rồi. Họ chủ trương yêu mến Đức Chúa Trời và tin Kinh Thánh, nhưng nhấn mạnh nhiều vào những gì các tiên tri họ đưa ra. Điều này thấy rất rõ trong những tài liệu do giáo hai giáo chủ soạn thảo, đó là Joseph Smith và Graham Brown. Hai cái giáo chủ của họ là ông Joseph Smith và Brown tin Kinh Thánh, yêu mến Chúa, nhưng mà làm sai, sai lời Kinh Thánh. Đấy là cái điều nguy hiểm. Cho nên nếu như mà không được Chúa sức dầu, được Chúa ban ơn làm theo Kinh Thánh thì rất dễ bị làm sai. Và chúng ta thấy một trong những cái giáo lý, giáo chủ của họ đó, họ dạy như thế này: vào ngày 9 tháng 4 năm 1852, Brazon đã giảng như sau. Lời giảng này được ghi chú trong sổ hộ tịch mọc môn trong July of Deep Courts, trang 1, quyển 1, trang 50-51. Adam, ông giảng này, Adam là cha của Đức Chúa Trời chúng ta, là người mọc môn đấy, và là Đức Chúa Trời duy nhất chúng ta có mối liên hệ với. Bây giờ ông nói rằng Adam là ai? Adam là người đầu tiên được Đức Chúa Giêsu, được Đức Chúa Trời hà lấy bụi đất nắn lên mọi người ở trong vườn địa đàng. Thì bây giờ họ nói rằng Adam chính là cha của Đức Chúa Trời, hoàn toàn khác ngược với Kinh Thánh. Đây là khởi đầu của tà thuyết Đức Chúa Trời Adam, dạy rằng Adam là Đức Chúa Trời. Graham Rice
Brown dạy rõ ràng rằng Adam không do Đức Chúa Trời dựng nên bằng bùa đất, nhưng ông đã đến trong vườn Eden bằng một thân thể thiên đàng để giúp tạo lập và điều khiển thế giới. Thì chúng ta thấy rằng đây là một cái triết lý và sự dạy sai lạc hoàn toàn. Giống như là ngày xưa người ta cũng dịch, Công giáo người ta cũng dịch là ở trong Luca đoạn 2 có một câu, và khi mà bà Eli Mary đến thăm Elizabeth đó, là bà cô của mình là người sinh ra răng Baptist đó, thì bà Elizabeth nói rằng là tôi vui sướng khi mẹ Đức Chúa Trời đến viếng thăm, và Mary nói rằng tôi là người được phước. Thì họ lại nói rằng tôi là người có phước. Họ dịch sai, và từ đó trở đi là họ rất là sai, và họ quay đi họ thờ lại Mary, thờ phượng Mary. Và trong Kinh Thánh ấy thì không cho phép thờ phượng Mary, không cho phép thờ phượng tất cả những hình tượng. Kinh Thánh, điều dân của Chúa như ở trong xuất Ê Díp Tô ký đoạn 20 điều dân thứ hai, người chớ con lấy những cái hình tượng trên trời cao kia, dưới đất đất thấp này, trong nước dưới đất mà thờ phượng. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời kỵ ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ, phạt nợ con cháu đến 3-4 đời, và làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Như vậy thì họ dạy sai, khởi đầu dạy sai Kinh Thánh và dẫn tới tà giáo. Nếu ngày nay nhiều đầy tớ Chúa là mục sư tin lành cũng đi theo, nếu dạy sai Kinh Thánh thì dư rất là nhiều người đi ra xa Chúa và vào hỏa ngục. Cho nên tôi cầu nguyện để anh chị em có được soi dẫn bởi chính Thánh Linh Ngài và chính Ngài dạy tôi. Cho nên theo như cái mạc 1 thì giáo chủ của họ là ngày 9 tháng 4 năm 1852 dạy đã sai rồi. Là đó là dạy gì? Adam không do Đức Chúa Trời tạo dựng nên bằng bụi đất, nhưng mà đến ông đến trong vườn điện Eden bằng một thân thể thiên đàng. Thì bây giờ câu hỏi tại để giúp tạo lập và điều khiển thế giới, thì bây giờ câu hỏi nếu như Adam đến bằng thân thể thiên đàng thì bây giờ ông phải có chứ, ông phải còn chứ, tại sao bây giờ ông đã Adam ông chết lâu rồi? Như vậy thì ông hoàn toàn trái ngược với Kinh Thánh. Và theo Kinh Thánh thì sách Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 7 và đoạn 3 câu 19, Đức Chúa Trời đã lấy bụi đất nắm lên Adam. Và rõ ràng là giáo chủ Brigham Young không đồng ý với điều Kinh Thánh dạy, và thuyết Đức Chúa Trời Adam của Brigham Young là sai. Và sau đây là trích dẫn của tài liệu mọc mòn về giáo lý sai lầm này. Adam là cha cũng là Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài là Đức Chúa Trời của cả trái đất. Brigham Young nói Ngài là cha của anh cả Jesus Christ của mình. Thì chúng ta thấy rằng thứ nhất là giáo lý của họ sai, sự dạy dỗ sai. Thứ hai, chúng ta cũng họ ông giải thích bằng nghệ khi nữ bằng chính Mary hoài thai Chúa Giêsu, Chúa Cha đã cho Chúa Giêsu mang hình ảnh giống hệt Ngài. Ngài không được hoài thai bởi Đức Thánh Linh. Và ai là cha Ngài? Đó chính là người đầu tiên trong gia đình nhân loại, là nhân vật có trong vườn Eden. Và Brigham dạy rằng Chúa Giêsu không được sinh ra bởi Đức Thánh Linh, nhưng bởi Cha, và Cha đó chính là Adam. Và sự dạy dỗ này rất là khác Kinh Thánh. Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời được sinh ra bởi Chúa Giêsu, được sinh ra bởi quyền năng của Thánh Linh. Thì ông này ông dạy rằng gì? À, Chúa Giêsu được sinh ra bởi Adam, bởi Cha ở trong vườn địa đàng. Và trong chúng ta thấy họ sai, truyền sai. Mặc môn họ sai, truyền sai. Ví dụ như trong cái tài liệu của ông Brigham ngày 9 tháng 4 năm 1852, thì sau đó có một cái người
nghiên cứu. Trong cả hai tài liệu chính thức của Mạc Môn có rất nhiều học thuyết giống như vậy về Đức Chúa Trời của Adam. Một người Mạc Môn tên là Rodi Tunnell đã hoàn tất công trình nghiên cứu về tài liệu này cho luận án cao học tại trường đại học Brigham. Trong trang 58 của luận án, ông viết công trình nghiên cứu kỹ càng các tài liệu của ông Brigham tìm thấy trong các văn kiện chính thức của giáo hội, cho thấy không thể có một kết luận nào khác ngoài kết luận cho rằng sự khẳng định của giáo chủ Brigham về học thuyết của Đức Chúa Trời Adam là một sự kiện không thể phủ nhận được. Có nghĩa rằng có một sau này ấy, ông Brigham là ông ấy nói về 1852, nhưng mà sau này ấy, thì có một cái ông gọi là Johnny Fuller thì ông cũng nói về cái giáo chủ này đúng như vậy và chúng ta làm theo y như vậy. Đây là luận án cao học của ông. Cho nên mình thấy rằng Mạc Môn thứ nhất họ phủ nhận về quyền tể trị của Đức Chúa Cha, quyền sáng tạo của Đức Chúa Cha. Đức Chúa Cha là Đức Chúa Trời thằng có và tự có tạo dựng nên Adam, sáng tạo nên Adam từ bụi đất. Thì bụi đấy thứ nhất ông phủ nhận là Adam được sinh ra bởi Đức Chúa Trời. Thứ hai ông phủ nhận là Chúa Giêsu được hoài thai bởi quyền năng Thánh Linh. Và nếu như mà nó phủ nhận về quyền năng của Thánh Linh thì Đức Chúa Giêsu không phải là thần, Đức Chúa Giêsu chỉ là một người bình thường thôi. Và nếu mà không phải là Đức Chúa Trời thì làm sao có thể cứu được con người? Cho nên chúng ta thấy ở đây là sai. Và đây là dạy về đây Mạc Môn có thể nói là Đức Chúa Trời Adam, giáo hội Đức Chúa Trời Adam. Và đây là một giáo hội rất là lớn, họ dạy Adam là Đức Chúa Trời và sinh ra Chúa Giêsu. Chúng ta nhớ hai điểm đó. Và bây giờ chúng ta sang chứng nhân Giê-hô-va. Thứ nhất thì chúng ta giáo lý của chứng nhân Giê-hô-va thì họ cũng dựa vào Kinh Thánh, nhưng mà họ dựa vào một phần của Kinh Thánh. Chúng ta thấy Mạc Môn thì rất là yêu chủ trương yêu Đức Chúa Trời, yêu thương Đức Chúa Trời, tin Kinh Thánh, nhưng mà sai theo các giáo chủ của họ thì sai. Cho nên những anh em mà giảng dạy lời Chúa xin hết sức cẩn thận, thận trọng, hết sức thận trọng. Rồi cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta sang chứng nhân Giê-hô-va. Thì chứng nhân Giê-hô-va giáo lý của họ, giáo lý của chứng nhân Giê-hô-va thì cũng dựa trên Kinh Thánh à, nhưng mà dựa trên một phần của Kinh Thánh. Và họ cũng dựa vào tài liệu của Charles Joseph, họ cũng dựa vào tài liệu của Jules Rutherford. Và ngoài Kinh Thánh thì có hai ông giáo chủ nữa, thì ông dựa vào Charles Joseph và Rutherford. Và dạy về Chúa Giêsu. Bây giờ chúng ta xem dạy về Chúa Giêsu thứ nhất, trước khi nhập thể Ngài là một mình, Ngài là Thiên Sứ trưởng Minh Trên. Chúng ta thấy rằng có bốn Thiên Sứ trưởng được Đức Chúa Trời sức dầu. Đầu tiên đó là Gabriel được sức dầu để nói về báo tin. Thứ hai là về Thiên Sứ trưởng Miche để nói về bảo vệ hòa bình. Thứ ba là các cherubim, cherubim là thánh khiết để ngợi khen, để bảo vệ Chúa ở trên ngôi cao sang. Và thứ tư là Lucifer, thì sau này thành Lucifer là thằng sao mai á, sáng nắng á, nó phạm tội trước mặt Chúa, nó kiêu ngạo và Chúa đẩy nó xuống và nó trở thành là quỷ, và nó chính là Satan. Thì bây giờ đó, ở đây nói về Chúa Giêsu theo chứng nhân Giê-hô-va, họ tin là trước khi nhập thể thì Ngài là một nặng minh, một là một thần minh, Ngài là Thiên Sứ trưởng Miche. Tại sao vậy? Họ nói có rất là nhiều thần minh, nhưng mà họ nói Chúa Giêsu không phải là Đức Chúa Trời. Thần minh và Đức Chúa Trời là khác nhau. Thiên sứ là do Đức Chúa Trời tạo dựng nên, muôn loài thiên sứ. Nhưng mà
Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời và Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài là đấng sáng tạo nên trời đất. Chúng ta xem ở trong Châm Ngôn đoạn 8 thì nói về sự khôn ngoan, chính là sự khôn ngoan của Đức Chúa Giêsu. Trước khi dựng nên đặt trên các nền trái đất thì có ta ở đó, thì chính là Chúa Giêsu đang hiện diện ở đó. Chúa Giêsu hiện diện cùng với Đức Chúa Cha, và họ nói rằng là trước khi mà nhập thể, trước khi vào làm con người thì Chúa Giêsu là một linh để sai, và họ nói thẳng đó là Thiên Sứ Trưởng Mi-chê, đó là loài thọ tạo của Đức Chúa Trời, sai hoàn toàn theo như Kinh Thánh nói. Thế là họ phủ nhận giáo lý nhập thể của Chúa Giêsu. Họ không nói Chúa Giêsu trở lại vào, là Kinh Thánh nói rất rõ ràng là Chúa Giêsu là lấy xác thịt để đến, trong Giăng đoạn 1 câu 14, ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta để ơn vận lễ thật. Họ phủ nhận cái giáo lý nhập thể này, và họ nói Chúa Giêsu không phải là Đức Chúa Trời. Khi mà dạy về Thánh Linh, nếu Đức Chúa Giêsu không phải là Đức Chúa Trời thì hoàn toàn không cứu được ai cả. Dạy về Chúa Thánh Linh thì họ dạy về Chúa Thánh Linh không phải là Đức Chúa Trời. Họ không tin có Thánh Linh. Họ nói làm gì có Đức Chúa Thánh Linh. Khi tôi tranh luận với họ, khi tôi biện luận với họ, thì họ nói Chúa Thánh Linh không có. Họ có hai cái số, đó là tháp canh, một tháng ra hai lần để dạy dỗ về giáo lý của họ. Nhưng mà họ nói không có Thánh Linh. Thánh Linh chỉ là sinh hoạt lực của Đức Chúa Trời thôi. Sinh hoạt lực là lực tác động của Đức Chúa Trời vào lúc mà Đức Chúa Trời sáng tạo nên trời đất, vũ trụ. Thì nhưng mà ngày nay Chúa Thánh Linh vẫn đang hoạt động, và Chúa Giêsu nói nếu như mà ai xúc phạm đến con người thì sẽ được tha. Nhưng ai xúc phạm đến Chúa Thánh Linh thì đời này hay đời sau đều không được tha. Và Chúa Thánh Linh đang hoạt động ở trên đất này. Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài được tôn trọng, Ngài xứng đáng được tôn cao ở trên đất này. Ngài là vua. Nhưng mà họ thì không phủ nhận Chúa Thánh Linh. Cho nên đây là những cái điểm chính của chứng nhân vừa, và điểm chính của Mạc Môn. Nếu mà khi chúng ta có cơ hội để mà làm chứng cho người Mạc Môn hay là làm chứng cho người chứng nhân vừa vào, hãy nhớ rằng họ cũng được Đức Chúa Trời yêu thương, và hãy xin Thánh Linh dẫn dắt họ vào mọi lẽ thật về thân vị của Chúa Giêsu Christ. Bởi vì chỉ có khi tin Chúa Giêsu, tin Đức Chúa Trời, tin Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, là đấng có 100% là Đức Chúa Trời, 100% là con người, thì Ngài mới có đủ quyền năng để mang đến sự cứu rỗi. Và nếu khi tin như vậy thì họ mới có gì, mới được Thánh Linh ngự trị, và Thánh Linh là của cầm của chúng ta. Về cơ nghiệp đời đời của chúng ta, và lúc bây giờ thì mới có sự cứu rỗi. Cảm ơn Chúa. Chúng ta học về bài tà thuyết thì chúng ta nhớ có hai cái tà thuyết. Thứ nhất là Mạc Môn, trong phần này có nhiều tà thuyết, nhưng mà thứ nhất là Mạc Môn, thứ hai là nhân chứng Jehovah. Thì ở đây chúng ta thấy thứ nhất cái giáo lý sai lầm của họ, giáo lý của chúng ta thì tin vào Kinh Thánh, tin vào Thánh Linh, tin vào ba ngôi Đức Chúa Trời. Còn họ thì tin vào sự mặc khải của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, nhưng mà cũng là khải thị đặc biệt của những tà giáo, của những giáo chủ của họ nữa, những cái thuyết lý của giáo chủ họ, thì đây chính là tà giáo. Như Mạc Môn và chứng nhân Đê-va thì đều tin vào các giáo chủ của họ cộng với một phần của Kinh Thánh. Thứ hai, đức tin cộng việc làm thì mới đến sự cứu rỗi, đây là nguyên tắc của họ. Nhưng mà chúng ta tin là thôi, thì cái vấn đề sai của Mạc Môn, thứ nhất là họ khẳng định về Chúa Giêsu. Adam không phải là do Đức Chúa Trời tạo dựng nên bằng bụi đất, nhưng mà ông tự đến trong vườn địa đàng. Đây là cái sai đầu tiên. Thứ hai, Adam thì lại là quan hệ với lại Mary và sinh ra Chúa Giêsu. Thì Adam là 100% là con người, và sinh ra Chúa Giêsu 100% là con người. Cho nên họ đại Adam là Đức Chúa Trời và sinh ra Chúa Giêsu. Đây là hoàn toàn sai lầm với Kinh Thánh.
Thứ hai, chứng nhân Jehovah thì họ dạy rằng trước khi mà Chúa Giêsu tái lâm, trước khi Chúa Giêsu nhập thể thì Chúa Giêsu là một thần và một linh, đó là thiên sứ trưởng Mi-chê, và họ phủ nhận về giáo lý nhập thể của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không phải là Đức Chúa Trời, họ không có tin là Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, và dạy về Thánh Linh thì họ không có tin về Thánh Linh là Đức Chúa Trời, và họ nói Thánh Linh không có, chẳng qua đó chỉ là một linh lực của Chúa thôi. Cho nên họ phủ nhận về Chúa Thánh Linh, phủ nhận về Chúa Giêsu, và đây là tà giáo. Nguyện xin thần của Ngài giúp đỡ chúng ta để chúng ta tiếp tục học biết và nhận dạng về nhiều tà giáo nhiều hơn, để giúp cho hội thánh của chúng ta và anh chị em của chúng ta được thoát khỏi bởi cái quyền lực thật ra đứng đằng sau tà giáo, nó là tà linh, nó là Satan. Và chúng ta cứ cầu nguyện xin Chúa chúc phước ban ơn. Tôi hứa sẽ một bài tới tôi sẽ giúp các bạn về nhận diện về các tà linh. Xin Chúa giúp đỡ cho anh chị em. Chúng ta cùng hiệp ý trong sự cầu nguyện. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài ban cho chúng con ơn của Ngài, thần của Ngài, và Chúa ơi, giúp chúng con học về lời của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Mọi sự vinh hiển thuộc về Cha. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn anh chị em. Xin hẹn gặp lại trong bài 19. Xin Chúa ban phước cho anh chị em.